Chào mừng các bạn đến với chương trình Bạn hỏi Burato trả lời. Giống như thường lệ, tôi Thân Thảo, trưởng phòng cố vấn kỹ thuật của công ty Burato Grand Life Việt Nam. Hôm nay đồng hành với Thảo sẽ là bạn. Dạ, xin chào anh chị. Em là Hùng, kỹ thuật viên Solar công ty. Giống như thường lệ ha, cứ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần thì Thảo và một bạn nào đó trong team của Thảo sẽ cùng gặp gỡ với lại các bạn và chia sẻ những băn khoăn, những sự kiện, những cái ý tưởng về liên quan tới ba ngành hàng bánh ngọt, bánh mì và sô cô la. Và đặc biệt hôm nay giống như lời hứa bữa trước Thảo có chia sẻ với các bạn, hôm nay Thảo sẽ bật mí một chút xíu liên quan tới sô cô la Việt Nam. Các bạn cũng biết ha, trong mùa dịch những khó khăn tiệm bánh đang kinh doanh nó cũng gặp một số cái trường hợp, ví dụ như thợ thì sẽ không đủ hoặc là tay nghề thợ nó sẽ không có được ổn định này kia nọ, thì đâu đó nó cũng là một cái vấn đề mình gặp phải trong cái mùa dịch. Nếu như chúng ta không cải thiện nó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu suất kinh doanh của mình. Thì hôm nay Thảo có đồng hành với lại bạn Hùng. Bạn Hùng là kỹ thuật viên sô-cô-la của công ty. Bạn đã ở cùng với công ty, cùng công ty nghiên cứu thị trường phát triển cho nó được hơn gần 5 năm. Và bạn sẽ hiểu được cái thị trường hiện tại giờ nó như thế nào. Thì Hùng, em có thể chia sẻ một chút xíu về những cái kiến thức, giống như những cái thông tin mà em đã từng đi hỗ trợ khách hàng và em đã lắng nghe khách hàng họ chia sẻ một số cái thông tin liên quan tới cái thị trường ngành bánh hiện tại của mình hay không? Dạ. Thì em sẽ cũng xin phép được chia sẻ luôn. Thì theo cái nhận định của Hùng á, thì qua 5 năm đồng hành cùng công ty và các anh chị tiệm bánh, khách sạn, nhà hàng toàn Việt Nam, thì em thấy có một cái băn khoăn trở ngại lớn nhất cho các anh chị, đó là đến từ nhân lực. Cái thứ hai đến từ kỹ thuật. Thì để hai cái này thì nói ngoài nói chung ra thì nói riêng á, thì nhân lực nó đến từ cái đường người. Thì đối với những người thợ lành nghề kỳ cũ á, thì khi làm một thời gian họ đã biết hết mẫu mã, tay nghề được nâng cao, thì chắc chắn với mọi người ai cũng phải tự tìm một hướng đi riêng cho bản thân. Đó là cái bắt buộc chắc chắn luôn, chứ không có ai mà gắn bó với mình trọn đời cả. Thì đối với những người kỹ thuật sau này họ đi lên á, thì trong thời gian đầu họ sẽ không thể đáp ứng kịp mẫu mã khách hàng, rồi những cái mẫu mã của tiệm, những cái mẫu mã của người kỹ thuật lành nghề đi trước. Và cái thứ hai, đó là băn khoăn đến từ người tiêu dùng. Người tiêu dùng ở đây Hùng đang muốn nói là có nghĩa là những cái khách hàng họ tới cửa hàng của những cái tiệm bánh để họ chọn cho mình những cái mẫu bánh, đúng không? Dạ, có nghĩa đúng là cái sở thích, cái nhu cầu tiêu thụ cũng giống như mua sắm của khách hàng các bạn. Dạ, thì cái người tiêu dùng hiện giờ thì rất là đa dạng anh chị. Thì ngoài cái mẫu mã mà tiệm đưa ra thì họ có những cái mẫu mà tự họ lại đưa đến, nhưng mình phải làm được. Đôi khi nó đến bắt buộc cái người thợ đó phải có một cái kỹ thuật đáp ứng ổn định thì cái tiệm mình mới có thể đáp ứng cho nhu cầu tiệm bánh. Còn nếu không thì họ sẽ phải chuyển sang cái khác. Và cái nhu cầu đặc biệt thứ hai của người tiêu dùng, ngoài mẫu mã ra, cái nhu cầu của họ là phải ngon, phải bổ, phải rẻ. Thì đó là bài toán khá khó khăn. Thật sự khi mà Hùng chia sẻ Thảo cũng hơi ngạc nhiên, tại vì các bạn cũng biết, nếu mà ngon bổ thì sẽ không rẻ, còn nếu như đã rẻ thì sẽ không ngon bổ được, đúng không ạ? Tại vì sao? Cái gì nó cũng có cái giá của nó, và cái giá của nguyên liệu tốt nó sẽ đi kèm với cái chất lượng của nó ở phía sau. Vậy thì cái bài toán nào em có thể chia sẻ để mà giống như hôm nay chúng ta sẽ dựa trên những cái chia sẻ của bạn Hùng, chúng ta sẽ cùng trao đổi để mình sẽ giải tỏa được, có thể mình sẽ tìm ra được một cái hướng đi mới, một cái gọi là cái giải pháp để cho đâu đó trên cái thị trường Việt Nam, cái ngành bánh của mình nó sẽ không bị mai một lại bởi vì cái xu hướng giống như Hùng chia sẻ. Khách hàng á thì lúc nào cũng nói rằng tôi cần một cái bánh nó phải vừa đẹp, vừa xinh, vừa ngon, bổ và phải rẻ. Thì cái điều đó, đó thật sự là một cái thử thách rất là lớn đối với những người chủ tiệm bánh. Đúng không ạ các bạn? Các bạn đã có đang bị gặp phải cái trường hợp giống như bạn Hùng chia sẻ hay không? Nếu thật sự có, Thảo mong rằng ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi. Buổi hôm nay giống như là một buổi chia sẻ, một buổi trao đổi để xem thử rằng phía hướng của công ty Burato có thể hỗ trợ thêm cho các bạn những cái tip, những cái cách thức nào đó để cho nó dễ dàng hơn, để đâu đó mình cũng làm mới cái bộ mặt của cái tiệm bánh, làm mới cái bộ mặt của cái bánh của mình nó như thế nào không ạ? Thì đứng ở góc độ là một người kỹ thuật viên ha, một người kỹ thuật viên đã đồng hành với lại Burato được 5 năm thì chị không biết rằng là hiện tại giờ công ty Burato có những cái giải pháp nào chưa để cho hỗ trợ về cái mặt giống như em nói là ngon bổ rẻ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như tại tiệm bánh
kỹ thuật của cái người thợ làm bánh nó không ổn định, đối với những cái nhân công nó cứ đi ra đi vô như vậy, thì giải pháp nào theo em nha, thì hướng tới cho khách hàng? Dạ. Thì theo em hiện tại á, thì em có tìm kiếm một cái số hướng giải pháp cho khách hàng. Thì đầu tiên về cái size bánh, kích cỡ của bánh nha anh chị. Thì bình thường cái bánh cổ truyền của mình, cái bánh bình thường mình hay làm nó sẽ to, nó thấp. Thì đây anh chị mình sẽ tóm gọn lại, cái bánh nó sẽ chỉ còn nhỏ lại, nó có thể cao lên như này anh chị. Dạ, mình kết hợp sử dụng phủ sô-cô-la bên ngoài, hoặc anh chị có thể làm những dạng bánh kêu là bánh đóng hộp như này chẳng hạn. Mình sẽ trang trí trực tiếp vào hộp luôn, rồi sau đó mình đưa ra mình bán, rất là tiện lợi cho khách hàng khi mang đi dùng, không chỉ dịp lễ sự kiện mà những bữa ăn trưa hàng ngày quay quần cùng đồng nghiệp có thể xách để ăn được, rất là tiện dụng. Ok. Đứng góc độ của chị đi, chị không phải là cái người chuyên để bắt hoa. Ví dụ như chị, ví dụ một trường hợp chị đặt ra cho Hùng ha, là một tiệm bánh khi những cái người thợ gạo cội họ bắt hoa rất là đẹp bằng cái kem sữa tươi, nhưng mà bây giờ họ không còn ở tiệm nữa, thì cái giải pháp nào em đưa ra để em hỗ trợ trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi để training những cái bạn mới vô, hoặc là những cái thợ một thợ hai họ lên á, thì có cái giải pháp nào từ công ty hay không để thay thế những cái mẫu bắt hoa rất là điêu luyện, rất là sắc sảo từ phía của những cái người thợ đã ra đi, họ sử dụng kem sữa tươi á, thì bây giờ nếu như chị không sử dụng kem sữa tươi nhiều thì có cái gì nhanh gọn lẹ và đẹp mắt để thay thế cái công đoạn bắt kem bắt hoa như vậy không? Dạ, dạ dĩ nhiên thì bên công ty thì vẫn có đó chị. Thì đầu tiên là sô cô la, như anh chị để nhìn những cái mẫu trên đây nó hoàn toàn rất là đơn giản. Thì đối với những người thợ mà mới đi, họ sẽ mới chập chững đến tiệm mình, nhiều khi láng cái bánh chưa được đẹp, chưa được xấu, tạo hình chưa có ổn lắm, thì anh chị mình khi láng cái bánh xong có thể sử dụng cái sản phẩm choco sạch của công ty, mình nấu ra, mình melting một tí, mình nấu chảy nó ra rồi mình phủ lên bánh. Và đối với cái mặt hàng cải tiến của công ty á, thì cái choco foam này thì nó sẽ giúp anh chị là pha được 20% lượng dầu, có thể hơn cũng được. Đó, sau khi anh chị múc ra tô, mình pha 20% lượng dầu, rồi mình phủ trực tiếp lên bánh, hoặc mình muốn thì mình có thể mình nấu nhẹ ra rồi mình phủ. Và đặc biệt hơn nữa, thì đối với sản phẩm choco foam trắng, ngoài trắng đen sữa ra, thì riêng đối với mặt hàng trắng á, anh thấy có nhiều anh chị băn khoăn trả lời sô cô la màu ở đâu, thì nó đều là từ choco foam hết. Anh chị sau khi mình múc ra, mình pha với tí dầu ăn, rồi sau đó mình cho màu mình mong muốn, mình quậy vào. Là như vậy mình đã cái bánh đủ màu sắc đa dạng. Đây như anh chị thấy, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, hoặc bất cứ màu tím anh chị mình mong muốn ha anh chị. Có nghĩa là bên cạnh giống như cái câu hỏi mà Thảo đặt ra cho Hùng á, là nếu như chất lượng tay nghề của thợ chúng ta không đồng đều, và hầu như chúng ta bị phụ thuộc vô cái chất lượng đó, thì cái giải pháp nào từ phía công ty Burotos có thể đưa đến cho cả nhà mình, cho các bạn sử dụng? Thì hôm nay Hùng có chia sẻ là không biết là các bạn đã từng sử dụng choco foam của công ty Burotos chưa ạ? Nếu các bạn đã từng thì các bạn sẽ biết được rằng là nó sẽ rất là hiệu quả khi các bạn phủ mặt bánh. Và để dễ dàng hơn cho các bạn thao tác, để hỗ trợ hơn cho các bạn trong tương lai á, có nghĩa là sao, đối với những tay thợ không có được mà cao lắm, không có được chuyên sâu về kỹ thuật về sô cô la lắm, thì công ty đã sáng tạo và đã sao ạ, cải tiến cái choco foam, có nghĩa là sao, các bạn dễ dàng hơn, có nghĩa là lúc trước choco foam nó đã quá dễ dàng cho các bạn sử dụng rồi, thì hôm nay choco foam nó còn dễ dàng hơn nữa. Từ một cái xô các bạn múc ra, sau đó các bạn thêm cái tỷ lệ dầu vô trong cái tô, các bạn khuấy nhẹ lên. Đúng rồi, sau đó thì các bạn sẽ cho màu vô, ví dụ như ở đây tông màu của nó là màu xanh lơ, ở bên kia nó là sẽ màu vàng, hoặc là đâu đó các bạn muốn bất cứ cái màu gì các bạn bỏ màu vô, sau đó các bạn phủ lên trên bánh như thế này là nó đã đẹp rồi. Ví dụ như ở đây nè, Thảo rất là thích những cái mẫu nó hơi hiện đại chút xíu, nó có chút xíu lá vàng, thì nó cũng sẽ nâng cái bánh mình lên. Thì đó là một trong những giải pháp mà công ty Burotos muốn đưa đến để hỗ trợ thêm cho cả nhà mình. Thì Thảo không biết rằng là các bạn đã từng sử dụng nó chưa? Nếu các bạn chưa sử dụng, các bạn hãy thử nghiệm để xem thử rằng nó có thật sự dễ dàng sử dụng giống như bạn Hùng chia sẻ hay không. Thì ngoài những cái mẫu mã như thế này thì em còn có cái gì để em chia sẻ thêm và hỗ trợ thêm cho khách hàng hay không? Dạ, thì ngoài cái choco foam là chocolate sệt dùng để phủ bánh đó anh chị, thì công ty hiện tại để đáp ứng cái nhu cầu decor xu hướng nhanh gọn lẹ, như một cái hoa như anh chị biết trước giờ mình chỉ có bắt bông kem nè, bắt hoa kem bơ nè, rồi hoặc là mình cạo từ sô cô la cứng nè,
Thì ngoài ra cái giải pháp tiếp theo công ty đưa cho anh chị đó là Choco Rim. Thì Choco Rim thì cũng có hai màu, đó là trắng và đen. Thì ngoài màu đen thì mình sẽ bắt cái hoa màu đen. Đối với màu trắng thì ngoài cái bắt hoa màu trắng ra, anh chị có thể mình mix được màu nữa. Và đặc biệt nó không chỉ dừng ở cái ứng dụng bắt bông, tạo hình lá, tạo hình đuôi con công này nọ ha anh chị. Nó còn có thể, anh chị còn có thể mình dùng để mình vẽ, vẽ những cái bức tranh thủy mạc, những bức tranh thiên nhiên, những bức tranh nhỏ, hoặc những cái tranh vẽ cảnh, vẽ mặt người, vẽ bé trai. Dạ. Đó, thì với cái sự đa dạng từ solar như vậy á, thì anh chị sẽ có nhiều cái lựa chọn cho hàng decor của tiệm mình hơn. Ờ, Hùng ơi, chị thấy là Hùng cầm cái bánh nhỏ lên ha. Và Hùng nói thì chị hiện tại giờ chị cũng có theo dõi á, thì giống như bữa trước á, mình cũng có chia sẻ là bento cat. Thì không biết là các bạn còn nhớ cái buổi đầu tiên Thảo chia sẻ vào cái xu hướng bento cat hay không. Và ngày hôm đó Thảo sử dụng là cái gì ạ? Kem Remivit cộng với top pin để trang trí những cái mẫu bánh xinh xinh, nó gọi là cái bento cat. Thì hôm nay trên tay của Hùng Thảo cũng thấy có những cái hộp bánh rất là nhỏ nhỏ, và đâu đó nó cũng có rất là nhiều màu sắc. Nhưng không biết là cái chất lượng của nó, cái nguyên liệu của nó sử dụng là cái gì? Nó có giống như cái bữa trước Thảo chia sẻ hay không? Dạ, thì nguyên liệu của nó là hoàn toàn giống như bữa trước chị Thảo chia sẻ. Đó là mình sẽ đánh cái tỷ lệ Remivit của công ty lên, sau đó mình trộn với topping, cho ra một loại kem, nó sẽ tạo cái độ ẩm hơn, mềm hơn. Đặc biệt khi bên chị bảo quản lâu á, thì cái độ mềm nó vẫn còn. Nhưng và mà nó còn có thể nó cấp đông được nữa, mà nó không bị khô, bị nứt bánh. Nhưng mà trên mặt á, trên mặt bánh thì em trang thì trên mặt như anh chị thấy, em sẽ nói sơ qua về cái cách tạo hình mà trong hộp vuông này ha anh chị. Thì đây là một dạng bento cat. Thì để cái tạo hình mà mình màu tím, màu xanh bơ mà anh chị thấy nè, mình quẹt đủ hình những bức tranh hội họa, đó là từ Choco Rim mình pha màu. Và để trước khi mình quẹt lên cái nền kem á, thì anh chị mình biết ha, cái nền kem mình không đủ cứng thì quẹt nó sẽ bị lúng. Anh chị mình sẽ phủ cái nền kem đó với một lớp Choco Foam mỏng. Mình đợi nó cứng lại rồi sau đó mình tạo hình. Dạ, như anh chị thấy đó, nó có rất rất là nhiều cái hình dạng. Anh chị có thể tạo hình đơn giản vậy thôi. Thì như em cam đoan là đối với một người mình không cần phải biết kỹ thuật sâu xa và chuyên về bắt bông hay tạo hình solar, vẫn có thể làm được những cái bánh này trong cái thời gian mà thợ nhân lực mình chưa đáp ứng kịp cho khách, mà khách đến tiệm vẫn muốn dọc bánh solar. Bởi vì trong tiềm thức mỗi người, thậm chí với bản thân em, lúc còn nhỏ lúc lớn, thì khi em vào tiệm em vẫn sẽ đập ánh mắt nhìn vào những cái dòng bánh sô-cô-la đầu tiên. Ok, cảm ơn Hùng. Giống như chia sẻ của Hùng, thật ra hiện tại giờ công ty đang có hai cái dòng sô-cô-la có thể hỗ trợ cho các bạn ở trong những cái tình thế mà các bạn còn nhanh gọn và còn đẹp. Thì đó là một là cái phủ mặt là Choco Foam, cái mà để trang trí bắt hoa tiện dụng mà có thể sử dụng liền đó là Choco Rim. Đó là hai sản phẩm hiện giờ nó đi đôi và nó hỗ trợ cho các bạn. À, ở đây thì Thảo có thấy một bạn là An Bùi Phan Kim, thì bạn hỏi là sô cô la pha màu xài không hết á, thì mình tiếp tục có xài được nữa hay không và bảo quản như thế nào, thì Hùng có thể chia sẻ không Hùng? Dạ sẵn sàng chị. Thì sô cô la khi mình pha màu mình dùng không hết đó anh chị. Thì em nói sơ về cách mình pha màu ha. Mình múc cái sô cô la trắng Choco Foam á chị, múc Choco Foam trắng ra cái chén mình mong muốn. Mình cho tỷ lệ màu mình muốn luôn, lợt hay đậm thì tùy mình. Mình quậy đều. Rồi sau đó mình phủ bánh. Nếu anh chị dùng không hết thì mình cứ bọc kính cái phần đó lại, hoặc mình cho nó vào cái túi kính mình cột lại, bảo quản trong nhiệt độ phòng mát là được. Không, hoặc là anh chị có thể cho nó vào tủ mát cũng được, nhưng nhớ đậy kính, kẻo cái độ ẩm của tủ á, nó làm sô cô la nó bị đặc lại, nó bị chai đi. Nếu như chị không có tủ mát, nếu chị không có phòng mát mà chị chỉ có một cái phòng bình thường thôi, thì cái lượng sô cô la sau khi chị sử dụng hết rồi thì chị có thể kiếp ở đó được hay không? Dạ vẫn được chị, với điều kiện chị phải bọc lại để tránh cái hiện tượng mà oxy hóa. Tại có nhiều anh chị khi em đi trên thị trường á, thì khi dùng ở công ty không sao hết, thậm chí em dùng không hết em để cả tháng luôn cũng không sao. Nhưng mà ra ngoài họ mới để có 3 ngày một tuần, họ nói là nấu ra nó bị ốc trâu, bị vón cục. Thì em mới tìm hiểu sâu vô về cách bảo quản. Thì cái thứ nhất là họ lấy cái xô về, họ để ở nhiệt độ cái chỗ quá nóng đi. Đó. Sau này khi cái anh chị nhiệt độ quá nóng ở đây theo Hùng là nó là bao nhiêu? Dạ, thì mình để ở nhiệt độ giống như mình để có khi gần bếp lò nè. Hoặc gần cái những cái nó sẽ ảnh hưởng nóng, là ảnh hưởng solar của mình. Thì sau này khi anh chị mình gọi solar về á, mà để hạn chế cái tình trạng mình nấu nó bị chai, bị vón cục, có thể lấy nó vào cái phòng mát của mình. Mình cứ làm, thì trong thời gian mình làm từ sáng đến chiều máy lạnh nó bật liên tục mà chị. Thì solar nó hoàn toàn không bị gì hết. Đó là cái bí quyết, cái kinh nghiệm của em khi dùng. Thì em làm á, em sẽ để solar trong cái phòng mát em làm luôn.
Thì anh chịu tối mình tắt máy lạnh mình nghỉ cũng được không sao. Bởi vì buổi tối nhiệt độ của thời tiết nó đã hạ xuống. Dạ. Thì bảo đảm chị cái xô đó mình dùng một tuần cũng sao. Nhưng mà nhớ giùm em, một khi đối với solar chị đã khui nắp khui thùng phải bọc lại, nếu không sẽ bị cái tình trạng oxy hóa, solar dễ bị ngã màu, dễ bị chai. Solar thì thật ra nó cũng như người phụ nữ gì đó, anh chị chịu khó mình nâng niu dỗ dành xíu. Ok rồi, cảm ơn Hùng, cảm ơn những chia sẻ. Thì có bạn Đặng Thanh bạn hỏi là giống như bạn Xuân Nguyễn, rồi bạn Đặng Thanh bạn hỏi rằng là mình nấu chảy sô cô la form trước khi mình pha màu hay là mình pha màu rồi mình mới làm nóng chảy nó lên? Dạ, thì đối với sô cô la form nha anh chị nhớ mình phải pha màu rồi mình mới làm nóng chảy nó lên. Bởi vì trong những cái phân tử màu á, khi mình làm nóng solar tan chảy rồi mình cho màu vào nó rất là dễ bị lẫn cợn. Solar nó hoàn toàn không có mịn như là ở đây kỹ thuật mà bên Hùng làm. Thì để đạt được cái độ mịn độ bóng như vậy, anh chị nhớ mình phải pha màu trước khi mình nấu. Ok rồi, có bạn thì Quỳnh Phan thì bạn hỏi rằng là thì dùng cái loại màu nào để pha vô sô cô la mà nó không bị vón. Thực ra cái hiện tượng mà pha màu vô sô cô la bị vón á là nó từ cái gì, mình có nghĩa là nó vì sao nó bị pha màu vô thì nó bị vón cục? Dạ thì thông thường bị vón anh chị là một là mình cho màu nó quá nhiều, đôi khi mình cần cái tông màu nó quá đậm như màu đỏ đậm, màu tím đậm đi. Nhưng mà cái bí quyết riêng đối với hàng sô cô la á thì anh chị pha cái màu nó lên khoảng 80-90% thôi, đừng có quá đậm. Khi mình cho vào cái tủ mát á, nhiệt độ lạnh nó sẽ đẩy cái màu tông màu mình lên. Đó là một cái mẹo cho anh chị ha. Cái thứ hai là có thể mình sử dụng màu dầu, bởi vì solar đến từ gốc dầu nên màu dầu sẽ tương thích. Nhưng mà thì nếu khi... như không sử dụng màu dầu mà chị sử dụng màu nước thì... màu nước thì vẫn được luôn chị. Nhưng mà chỉ cho một lượng giới hạn nhất định. Tụi em thì đã test nhiều lần thì cái lượng màu tối đa nó là 100g thì nó khoảng là 2-3% cho 2-3% cho 1 kg. Có nghĩa là nếu như sử dụng mà bạn cho cái màu nó quá nhiều vô thì đâu đó nếu như đặc biệt là màu nước thì nó sẽ không tương thích bởi hai góc á, thì nó sẽ gặp cái hiện tượng là nó sẽ bị dễ vón cục hơn. Cho nên tỷ lệ mà của công ty Burotos đưa ra khuyến cáo cho các bạn sử dụng mà nó để cho nó đẹp, nó lên màu đẹp và nó sắc nét á, thì Hùng chia sẻ là trên 1 kg sô cô la các bạn maximum sẽ đưa cái màu vô là 3%. Dạ đúng rồi. 3% đối với màu nước hay là 3% đối với màu dầu? Dạ 3% đối với màu nước chị. Có nghĩa là sao, đối với màu dầu các bạn có thể hơn nhưng đối với màu nước thì các bạn tối đa là 3% thôi nha cả nhà. Các bạn phải nhớ giúp Thảo, tại vì đâu đó sô cô la nó không giống như là kem sữa tươi, tại vì gốc của sô cô la vẫn là gốc dầu cho nên nó vẫn có thể tương thích với lại gốc nước nhưng nó sẽ giới hạn, cho nên các bạn để ý giúp Thảo ở cái phần đó. Bên cạnh những chia sẻ của Hùng thì Thảo sẽ bật mí liền bây giờ những cái mà bữa trước Thảo hứa là hôm nay Thảo sẽ chia sẻ thêm một số thông tin liên quan tới sô cô la. Thì không biết rằng là các bạn có biết rằng hiện tại giờ những sản phẩm sô-cô-la của công ty Burotos Friendly Việt Nam có những cái hình logo nó như thế này nè. Ví dụ đây là bao bì mới của bên công ty ha. Thì các bạn sẽ thấy lúc trước có những cái thỏi như thế này nó sẽ có màu đỏ, màu xanh hoặc màu tím. Và nó sẽ không có cái bao bì mà không có một cái diện mạo như thế này. Và bây giờ thì công ty đã thay đổi cái bao bì để cho nó xinh xắn hơn. Và ở trên cái bao bì như thế này đó, các bạn sẽ thấy có hình một cái cây cacao. Vì sao nó là như vậy? Không biết không? Dạ. Thì liên quan tới cái cây cacao và liên quan ở trên cái cây cacao nó lại có thêm một người phụ nữ Việt Nam đội một chiếc nón. Thì nó mang một cái ý nghĩa như thế này. Những cái dòng sản phẩm nào sắp tới đây và hiện tại giờ và sắp tới và trong tương lai từ phía công ty Burotos có một cái thương hiệu, một cái hình ảnh logo nó mang một cái cây cacao và một người phụ nữ Việt Nam. Đó là nó đi theo một cái chương trình gọi là cacao bền vững. Thì cái chương trình cacao bền vững nói rộng ra nó rất là nhiều cái chi tiết trong đó, nhưng Thảo xin tóm gọn, nó đơn giản là một cái chương trình cộng hưởng từ cái cacao Việt Nam, có nghĩa là bonus cacao. Có nghĩa là khi nào các bạn hồi xưa thì họ sẽ tính trên cái khối lượng hạt cacao các bạn bán, các bạn sử dụng, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ quy ra một ký sô cô la như thế này nè. Các bạn khi sử dụng những cái sản phẩm nào có cái hình logo như thế này, các bạn đâu đó đóng góp cho cái quỹ này 3.600 đồng Việt Nam. Và cái quỹ này đó Hùng, hiện tại giờ sau khi mà trong vòng 1 năm hoặc là 1 năm nó sẽ chia làm 3 đợt, 2 đợt thì tùy ha. Rồi sau đó họ sẽ trả ngược về cái số tiền này, trả ngược lại về cho người nông dân trồng cái cây cacao. Và trong cái quỹ này đâu đó ở công ty đồng hành đã
cùng đồng hành những đồng bào ở trên Tây Nguyên á, đã mở ra một cái lớp học tình thương á, có nghĩa là dùng cái tiền trong cái quỹ này để xây dựng cái trường học, cái lớp học, thì đó nó mang cái ý nghĩa rất là nhân văn. À, và ở đây thì Thảo cũng chia sẻ thêm chút xíu như thế này thôi ha. Đây đây là cái logo của nó, không biết là cả nhà mình và các bạn đã biết về nó hay chưa. Và giống như cái sản phẩm mới, giống như Chocofarm mới hoặc là Chocorim mới, hoặc là một số cái dòng cầm bao, hoặc là một số cái dòng nguyên chất của bên công ty của Thảo, nếu như có cái gắn cái logo ở đây, có nghĩa là các bạn sử dụng nó trong vòng 1 ký, các bạn sẽ gửi vô, các bạn sẽ đóng góp vô trong cái quỹ đó là 3.600. Các bạn cứ thử tính đi, nếu như một năm các bạn sử dụng nó lên cái hàng tấn đi, thì cái số lượng cái tiền mà công ty của Thảo phải trả lại cho người nông dân, hoặc là sẽ lấy cái quỹ đó để xây dựng những cái chương trình nó rất là nhân văn, ví dụ như xây dựng trường học, hỗ trợ những cái hộ nông dân để họ làm sao đó họ sẽ bảo tồn cái cacao Việt Nam, họ bảo tồn cái cây cacao Việt Nam. Thì cái đó là một trong những cái mà công ty Burotot rất là đẩy mạnh và đồng hành với nó. Sắp tới, trong những cái chương trình sắp tới, Thảo sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái câu chuyện, về những cái hình ảnh liên quan tới cacao trai. Nhưng ở đây không phải vì Thảo kêu gọi các bạn sử dụng cái sản phẩm của công ty, mà nó là sản phẩm của Việt Nam các bạn. Các bạn hãy hình dung đi, các bạn có bao giờ nghĩ rằng ở Việt Nam, tại đất nước Việt Nam, chúng ta trồng lên men, có nghĩa là cái dây chuyền nó đang khép kín luôn á. Hồi nãy giờ mình cứ nghĩ rằng sô-cô-la mình sẽ nhập từ nước ngoài về, đâu đó mình sẽ nhập nguyên liệu, mình sẽ nhập một số thứ về. Nhưng hiện tại giờ ở tại Việt Nam ha, công ty Burotot luôn luôn khẳng định và tự tin với các bạn rằng sản phẩm có cái chứng chỉ này, có cái hình ảnh logo này là nó sẽ được một sản xuất tại Việt Nam, là có nghĩa là sao? Nó sẽ thu mua từ những người nông dân, công ty hỗ trợ những người nông dân trồng cây cacao làm sao đó đạt hiệu quả nhất. Sau đó thì đến tận nơi của những người nông dân, chỉ cho họ cách lên men rồi thu mua hạt và nghiền và sáng tạo ra để đưa ra một cái ký sô-cô-la như hiện tại. Thì đó là một trong những cái thông điệp mà Thảo gửi trong ngày hôm nay. Bên cạnh những cái xu hướng, những cái xu thế và bên cạnh những cái khó khăn, hiện tại giờ Thảo biết rằng các bạn sẽ gặp khó khăn, tại vì trong mùa dịch mà chi tiêu đối với chúng ta, bản thân chúng ta khi chi tiêu cũng đã khó khăn, cũng phải tính toán. Cho nên cái giải pháp nào để cho khuyến khích những cái người khách của mình họ tới với tiệm của mình nhiều hơn. Và giống như những cái lần trước Thảo chia sẻ thì cái bento khác đó cả nhà, thứ nhất nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn và đâu đó nó cũng dễ làm và có thể bán online, có thể mình đi giao hàng tận nơi cũng được, nó sẽ không bị hạn chế, không có một rào cản luôn á các bạn. Thì đó là một trong những cái hình thức mới, một cái xu hướng mới để chi mình kích cầu, để mình làm gì đó để đưa tới những cái người khách hàng của mình khó tính nhất, họ cũng sẽ đồng hành với mình. Tại vì sao? Bản thân Thảo là tín đồ của những cái người mà ăn ngọt á. Nhưng thật chất á, để đi một cái bánh quá lớn giống như lúc trước, thật sự đối với Thảo bây giờ nó là xa xỉ. Nhưng để mà bắt Thảo phải nhịn và không ăn bánh thì cái điều đó Thảo không làm được. Hùng làm được không? Dạ chắc không nhưng mà em cũng có cái chia sẻ nhỏ nha chị. Nếu là em á thì em nhìn cái dòng bánh bento cat này em rất là thích. Vì sao thích nó? Cái thứ nhất là cái size của nó nó vừa vặn. Tại hồi trước bánh sinh nhật á mình chỉ nghĩ đến phải đợi đến cái dịp kỷ niệm rồi cái dịp gì đó đặc thật là đặc biệt mình mới mua. Đúng rồi. Nhưng mà đối với những cái bánh này thì mình vẫn có thể sử dụng hàng ngày, và nó còn có một dòng chữ Hell and I đây. Dạ, mình dạ. Sáng sớm mà anh chị mình thấy cái dòng này á, bảo đảm nguyên ngày hôm đó mình làm việc nó vui hẳn liền. Tự nhiên công việc bình thường sếp giao có 100% à, đó mình làm tới 150% công suất luôn. Giống như Thảo chia sẻ, giống như Hùng nói ha, thật ra không phải đứng ở đây Thảo nói rằng cái bento khác này nó quá hay, nó này kia nọ, nhưng trên thực tế nó là như vậy. Bởi vì sao ạ? Nếu như một buổi sáng trước khi đi làm, bạn nhận được một cái bánh của một anh shipper, ảnh giao hàng qua và từ một người yêu thương của em tặng với một cái hình ảnh như thế này ha, thì đối với Thảo, Thảo rất là thích, và Thảo có thể dễ dàng vận chuyển nó bằng cách Thảo đậy cái nắp lại và Thảo mang đi theo trong quá trình làm việc của Thảo. Và khi nào Thảo nhớ tới cái người mà tặng bánh, hoặc là trong những lúc mình cảm thấy mình mệt mỏi quá, mình có thể lấy cái bánh ra mình vừa làm vừa ăn. Và đặc biệt ở đây, như lần trước á, Thảo có chia sẻ với lại các bạn á, là các bạn sẽ sử dụng cái kem Topping và Remivit để các bạn trang trí lên. Thì hôm nay có thêm một giải pháp mới nữa cho các bạn, đó là Chocorim. Và Chocorim hiện tại giờ các bạn có thể dùng bắt hoa, có thể dùng vẽ tranh, có thể làm những cái tiểu tiết rất là đơn giản. Và một cái hình như thế này các bạn làm rất là nhanh luôn. Và đặc biệt đối với cái kiểu bánh như thế này các bạn có thể cấp đông được. Và cấp đông sau khi các bạn rã đông ra các bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
à, bạn Thanh Thanh Phan sô-cô-la có hình cây cacao nó có gì ngon hơn bình thường hay không? Hùng có thể chia sẻ không Hùng? À, bạn Thanh Phan bạn hỏi rằng là nếu như một số cái sản phẩm mà nó có cái hình cây cacao giống như thế này nè thì nó có gì đặc biệt hay không? Dạ, nó sẽ có một cái đặc biệt đầu tiên, đó là mình dùng cái hạt cacao từ Việt Nam của mình, từ hương chính tay những người nông dân. Cái hương vị của nó cũng là đến từ cái mà kêu là cái dinh dưỡng, cái đất, cái nước của trên đất nước Việt Nam. Thì khi bản thân em dùng á thì em cũng thấy có một cái gì đó em tự hào. Thì đối với những cái mà cường quốc như là Hàn nè, Nhật nè, thì bên đó họ cái tự hào dân tộc họ cao lắm, họ ưu tiên sử dụng cái hàng Việt Nam trước, ấy ha, em xin lỗi, cái hàng nội địa trước để họ đẩy mạnh cái quốc gia của họ. Thì nắm bắt cái xu hướng đó thì bên công ty hiện tại solar đầu tiên ở Việt Nam luôn, là đến làm từ hạt cacao ở Việt Nam nha anh chị. Dạ. À, các bạn cũng biết ha, các bạn cũng biết như thế này nè, hạt cacao Việt Nam hiện tại giờ vì sao Thảo và Hùng đứng ở đây rất là tự hào về nó, bởi vì sao? Nó đã được chứng nhận rồi, có nghĩa là nó là hạt cacao Việt Nam xuất phát từ Việt Nam á, là được thế giới công nhận là hạt ngon và chất lượng đứng thứ hai thế giới. Đó đã được công nhận. Và tiếp lời của bạn Hùng thì cái vị nó có cái gì khác hay không, nó có cái gì đặc biệt hay không, thì đối với Thảo, Thảo sẽ trả lời nó cực kỳ đặc biệt. Và hậu vị của nó để lại cho bạn cảm giác rất là hay. À, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn dùng một thỏi sô-cô-la, bạn dùng một cái bánh sô-cô-la mà nó có vị nhẹ nhẹ, chua chua, nhẹ nhẹ, nó liên tưởng giống như là cái trái cây nhiệt đới của Việt Nam á. Các bạn có bao giờ nghĩ tới cái điều đó hay chưa? Nếu thật sự các bạn băn khoăn và các bạn cảm thấy rằng ôi sao mà nó mơ hồ quá, ăn sô-cô-la mà tại sao nó có cái vị của trái cây, thì các bạn hãy dùng thử để các bạn cảm nhận. Bởi vì sao? Chính các bạn là người sẽ cảm nhận được những cái tinh hoa nó nằm trong một ký sô-cô-la, nằm trong những cái sản phẩm sô-cô-la của công ty Burrito Relay Việt Nam mà nó có cái hình ảnh logo như thế này. À, và ở đây thì hiện tại công ty sẽ có hai dòng là cầm bao với lại hàng riêu. À, ở đây thì Thảo sẽ chia sẻ một số và dòng cầm bao trước để cho các tiệm bánh có thể sử dụng đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. À, để cho nó cũng bắt kịp cái xu hướng của mình và đâu đó nó cũng mang tới cái giải pháp trong cái mùa dịch này để tăng cái kinh doanh của mình lên, cũng giống như tạo thêm một cái hướng đi mới, một tạo thêm một cái xu hướng mới cho cái ngành hàng bánh ngọt của mình hiện tại ha. À, thì Thảo cũng sẽ nhắc lại ha, hiện tại bây giờ đối với nền kinh tế hiện tại giờ nó đang khó khăn. À, đối với nhu cầu mua sắm nó cũng đang giảm dần, thì đã kích cầu, đã kích thích những cái tín đồ mê đồ ngọt á, thì chúng ta sẽ tạo ra những chiếc bánh nó nhỏ nhỏ, nó xinh xinh. Thứ nhất nó vừa túi tiền, thứ hai khi mình nhìn một chiếc bánh nhỏ như thế này mình cũng dễ dàng mua. Và mình... đâu đó mẫu mã của nó cũng thể dập là bể mắt. Sau đó thì nó cũng có những cái chiếc bánh nhỏ nhỏ như thế này thì chúng tôi gọi nó là bento cake. Thì ở đây á, nó sẽ có rất là nhiều dòng ha, và nhiều cái cách trang trí như thế này, màu sắc thì tùy các bạn chọn lựa. Hoặc là những cái dòng sản phẩm như thế này nè, một cái bánh như thế này cực kỳ đơn giản và rất là dễ làm. Các bạn chỉ cần dùng cái bay nhỏ, các bạn múc sô-cô-la, các bạn đưa lên trên bánh như thế này, tùy theo màu sắc các bạn thích thì các bạn đã cho ra được một chiếc bánh rất là đơn giản, rất là nhanh và gọn lẹ. Và khi các bạn vận chuyển, các bạn cũng sẽ không bị sợ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Đúng, tức là chị, nhiệt độ nó có nóng lên, nó có bị như thế nào, nó vẫn nằm trong cái hộp như thế này cho các bạn. Dạ. Thì theo em biết á, thì cái sô-cô-la ngoài cái vị nó ngon ra thì nó còn giúp mình có thể bảo quản tốt cái cấu trúc bên trong kem và bánh nữa chị. À, đó là nếu mà với một chiếc bánh mà anh chị để kem thông thường đi thì khi mình ăn không hết liền trong cái thời điểm đó, khi mình bảo quản nó sẽ bị khô. Ừ, nó rất là kiểu như ăn á, nó khô khô bánh mà nó khát nước lắm. À, nếu mà anh chị sử dụng một cái bánh mà có sô-cô-la phủ bên ngoài, đặc biệt những cái bánh mà phủ kín á, nó sẽ giúp được cái giữ cái độ ẩm bên trong nó mềm hơn, lâu hơn đó. Như anh chị thấy nè, đó, cái dòng bánh thật là đơn giản, mình chỉ là dùng một cái hộp rồi mình đặt bánh với cái nhân mình mong muốn. Ở trên mặt thì phủ lớp choco foam tạo hình màu xanh, rồi mình sẽ dùng choco rim mình decor những cái nhỏ nhỏ nhỏ, những cái hoa, những cái lá, nó vừa dễ thương mà vừa tiện dụng nữa. Ok. À, bạn Thanh Nguyễn bạn hỏi một câu rất là hay và Thảo rất là thích, tại sao bạn nên sử dụng sô cô la trong trang trí bánh? Thật ra để nói là tại sao và vì sao phải sử dụng sô cô la thì không ai bắt buộc chúng ta phải sử dụng sô-cô-la hoặc là một cái nguyên liệu nào đó đặt trên cái bánh cả. À, đứng ở góc độ của Thảo hay là những người kỹ thuật thì Thảo nói như thế này. À, khi mình nói tới sô-cô-la là mình nói tới tình yêu thương, nói tới sự ngọt ngào. À, nói tới những cái gì nó cao sang, nó đẳng cấp, mặc dù mình không cần biết là sô-cô-la mình đang sử dụng nó xuất phát từ đâu và cái nguồn gốc. Ví dụ như bạn đang sử dụng hàng nguyên chất ở hàng cầm bao, hình như nói sô-cô-la là nói chung,
Và cứ mình cứ liên tưởng những cái ngày kỷ niệm, ngày lễ tình nhân, những cái ngày nó liên quan tới tình yêu và nó xuất phát từ con tim của mình nó đi ra, thì tín đồ của đồ ngọt họ đều liên tưởng tới cái gì? Hoa hồng nè, sô-cô-la. Và vì sao ngày lễ tình nhân, ngày Valentine người ta hay sử dụng sô-cô-la hình trái tim này để người ta tặng? Thì Thảo chỉ còn chia sẻ tới đó thì bạn sẽ hiểu vì sao sô-cô-la không thể thiếu trong cái một cái bánh của bánh ngọt. Và vì sao mình phải sử dụng sô-cô-la để trang trí lên cái bánh, để chi? Nó tô thêm cái giá trị về mặt tinh thần và mặt tình cảm đối với lại cái người mà cầm cái bánh đi tặng cho cái người mà mình muốn tặng. Cái thứ hai về cái hương vị của nó, đâu đó nó cũng đem lại một cái số hương vị đặc trưng. Ví dụ như các bạn sử dụng cái sô-cô-la của công ty Burato Friendly Việt Nam thì cái hậu vị của nó giống như Thảo chia sẻ, nó sẽ mang lại một cái hương hướng như đó, cái hậu vị nó hơi chua chua và nó mang cái cảm giác liên tưởng tới vùng miền á, cái dạng như người Việt Nam của mình. Và trái cây nhiệt đới thì các bạn cũng sẽ thấy ha, rất là phong phú và nó để lại một số cái dấu ấn rất là tốt ở bạn bè của thế giới. Thì tại sao chúng ta tại đất nước Việt Nam chúng ta có một cái nguồn sô-cô-la nó đặc biệt như vậy mà chúng ta không khám phá nó, chúng ta không sử dụng nó để chúng ta nâng cái giá trị hình ảnh của sô-cô-la Việt Nam mình đối với các bạn ở Nam Châu? Vì sao những người khách ở nước ngoài họ về Việt Nam họ tìm kiếm sô-cô-la Việt Nam họ mua, mà những người khách của Việt Nam không sử dụng những cái sản phẩm thật sự nó rất là đặc trưng và nó có cái giá trị nhân văn đi kèm bởi cái chương trình cacao bền vững? Thì các bạn sẽ hình dung, các bạn dùng một miếng sô-cô-la nhỏ xíu, một cái bánh nhỏ xíu, các bạn mang lại cái cảm giác ấm cúng. Sau đó các bạn còn có thể hỗ trợ cho cái quỹ cacao bền vững một cái số tiền nào đó để cái quỹ đó họ trả ngược về cho người nông dân, để người nông dân họ lại bảo tồn cái cây cacao của Việt Nam. Mà đâu đó trên thế giới họ sẽ không tìm kiếm được cái hương vị, cái hậu vị chua chua nhẹ nhẹ ở phía sau. Thì đó là một trong những cái lợi thế mà cacao, ngành cacao của Việt Nam nói chung và ngành sô-cô-la của Việt Nam nói riêng á, ở cái ngành của Việt Nam và đặc biệt công ty Burato mang đến cái giá trị đó cho các bạn. Cho nên đâu đó Thảo sẽ nói chúng ta sẽ không bao giờ tách rời sô-cô-la và bánh ngọt, cũng như tách rời sô-cô-la với hiện tại giờ bánh mì á, họ cũng đang sử dụng sô-cô-la rất là nhiều. Cho nên Thảo sẽ không nói rằng và Thảo sẽ không khẳng định rằng là tại sao bạn phải dùng cái đó, mà Thảo sẽ nói là vì sao chúng ta nên sử dụng sô-cô-la trong cái ngành hàng bánh ngọt. Thì em cũng xin phép mắc lời với Thảo xíu. Đó là khi em ra ngoài em ăn á, thì ngoài bánh sử dụng sô-cô-la á chị, em còn thấy có một loại rất là đơn giản nè, hạt. Họ cũng bọc sô-cô-la, họ trang trí lên bánh được luôn. Ông Hùng ơi, có cái bạn An Bùi Kim Phan Kim á, bạn hỏi là làm sao để phủ được cái vân thủy nó như thế này, thì Hùng sẽ chia sẻ cho bạn nhé. Thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách mình phủ vân thủy ha. Thì em sẽ nói sơ qua vắn tắt nhất cho anh chị mình dễ hiểu. Thì đối với cái nền vân thủy này, em sẽ sử dụng sô-cô-la đen và trắng, hoặc anh chị cũng có thể sử dụng sô-cô-la sữa và trắng. Nói chung là hai màu nó sẽ đối lập. Hoặc anh chị có thể sử dụng sô-cô-la trắng á, nhưng mình dùng để mình pha màu. Dạ đúng rồi chị. Thì những cái sản phẩm phổ phần tô chocolate hôm trắng đó ha. Các bạn hình dung không ạ? Có nghĩa là Hùng đang chia sẻ cái cách làm sao để cho nó có cái vân thủy như thế này. Thứ nhất, bạn muốn có cái vân thủy thì bạn sẽ lấy cái nền hoặc là màu trắng hoặc là màu đen, và cái số lượng nó sẽ rất là nhiều trong một cái tô, sau đó bạn nấu chảy lên để cho nó lỏng ra. Sau đó thì ví dụ như cái nền của bạn là màu trắng thì bạn sẽ đi những cái vân màu đen, thì bạn sẽ lấy sô cô la màu đen chị. Xong rồi bạn chạy chỉ, có nghĩa là bạn sẽ chạy chỉ trên cái tô đó, đúng không Hùng? Dạ đúng rồi chị. Ok, sau khi mình chạy chỉ xong thì sao nữa? Dạ, thì khi mình chạy chỉ xong ha anh chị, bánh mình sẽ được láng trước. Mình đặt lên một cái khay hoặc có thể mình để trên đế trực tiếp này. Mình cầm cái tô vậy nè anh chị, mình sẽ đi zig zag đi qua đi lại, đi qua đi lại. Ví dụ đây là cái tô sô-cô-la ha, thì mình sẽ đổ, mình sẽ đi zig zag như thế này. Thì nó sẽ tạo ra những cái vân thủy rất là tự nhiên, thì mình muốn cũng không được đâu nha. Cái vân này á, thì tùy ý anh chị, cái tay mình đi làm sao, nó sẽ ra cái vân như vậy. Có nghĩa là đối với những dạng vân thủy á, Thảo cũng chia sẻ thêm, nếu như các bạn đã đổ được cái này thì nếu như khách hàng bạn yêu cầu một cái nữa sẽ không làm được, mà lúc đó mình sẽ biến ra rất là nhiều cái mẫu vân thủy khác nhau. Bởi vì cái vân thủy nó sẽ chạy theo cái tay của bạn lắc, và bạn không phải là robot, cho nên không thể nào bạn đi đúng cái đường đó để bạn ra đúng cái vân thủy như thế này. Cho nên đối với những cái bánh mà vân thủy á, nó tạo cho mình cái cảm giác khám phá rất là lớn. Và Thảo kêu gọi các bạn hãy sử dụng nó giống như
cái bánh này thì giống như cái này cũng là một dạng vân thủy, nhưng ở đây á, cái cách đổ nó sẽ khác cách đổ ở đây. Cái đổ ở đây là Thảo sẽ đổ từng màu từng màu từng màu từng màu lên, sau đó Thảo cầm Thảo lắc nhẹ nó thì nó sẽ lon cái màu ra. Nó cũng tạo ra một cái vòng vân thủy. Đúng rồi chị. Và choco foam nó sẽ mang lại cái hiệu ứng đó cho các bạn rất là tốt luôn. Còn mình đi có thì một khi những cái dòng bánh này nè, từ cái cách phủ mình cũng đã là một cái dạng decor rồi, thì anh chị mình không cần phải trang trí gì nhiều cho nó rối mắt, cho nó thứ nhất là nó rối nè, thứ hai là nó tốn vô cái công của mình khi mình làm thời ra gian, cái không? Thời gian thì anh chị mình chỉ dùng choco rim ha anh chị, mình tạo hình mình bắt những cái hoa nhỏ nhỏ rồi mình kết hợp chung với lá vàng, như vậy là cái bánh mình vừa sang vừa đẹp mà vừa dinh dưỡng nữa. Ok, có bạn Quỳnh Phan bạn hỏi rằng cách khắc phục bảo quản khi bánh sô cô la để trong tủ lạnh hay bị ra mồ hôi. Dạ. Không thì em sẽ chia sẻ cái mẹo này cũng là một trong những cái băn khoăn của tiệm bánh luôn ha anh chị. Thì anh chị để ý nè, tụi em để bánh nãy giờ đã nửa tiếng rồi, nó hoàn toàn không có hột dọc mồ hôi gì đổ ra. Đây là những cái bánh mà được làm từ chiều hôm qua, cũng là để tủ mát như những cái tiệm bánh mình hay bảo quản thôi. Nhưng có một cái mẹo, đó là anh chị mình đun sô cô la. Trước giờ mình chỉ biết mình làm chảy sô cô la, mình phủ. Mình không có biết là phải phủ ở bao nhiêu độ, làm sao cho nó bóng lâu, làm sao cho nó không đổ mồ hôi nè. Thì ở đây em chỉ phủ sô cô la từ 38 đến 40 độ C ha anh chị. Đó, trong cái tầm nhiệt độ đó thôi. Rồi sau đó mình phủ lên bánh. Thì khi cái bánh nó vừa ráo xong á, có một cái lỗi mà anh chị mình hay mắc phải, đó là mình phủ bánh xong mình không có lấy mình cất trong tủ, mà mình cứ để ở nhiệt độ phòng mát. Đó, nó sẽ sô cô la như vậy, nó sẽ rất là ảnh hưởng từ cái không khí, nó tạo ra cái hiện tượng nó là nhiễu giọt mồ hôi, lấm tấm mồ hôi nè, dầu nè. Thì khi anh chị mình vừa phủ xong bánh vừa ráo, mình cho vào hộp, mình cho vào tủ ngay, hoặc mình cho vào tủ luôn không phải đóng hộp. Nó sẽ hạn chế được hiện tượng đổ mồ hôi. Thậm chí cái bánh này mình để khoảng 3 ngày sau nó vẫn không có một giọt mồ hôi nào đổ ra hết. Nhưng mà đầu tiên là chị nhớ phải melting đúng cái nhiệt độ sô cô la mong muốn. Nhưng mà bây giờ giống như Hùng ban đầu Hùng chia sẻ là cái sô cô la nó đã được cải tiến rồi. Thì có cần thiết phải đi theo cái đúng cái quy trình của nó hay không? Hay là giống như Hùng chia sẻ là mình múc cái sô cô la ra, mình cho dầu cho nó lỏng ra, mình có thể phủ được rồi. Thì nếu như mình dùng cái cách đó thì nó có hạn chế được cái tương dầu, tương mồ hôi giống như là bạn lo lắng hay không? Dạ được chị. Thì nó có hai cách phủ hiện tại đối với dòng choco foam cải tiến. Cách thứ nhất thì em sẽ nói sơ lại ha anh chị. Cách thứ nhất mình sẽ múc ra rồi mình pha cái lượng dầu. Ở đây thì tụi em đã thử nghiệm, đó là cái lượng dầu khoảng 20% nó vẫn không sao. Tức là 100g anh chị cho 20g dầu thì nó vẫn không sao hết. Nó sẽ đạt được cái độ mỏng, độ bóng mà mong muốn, mà các tiệm mình hay muốn là kêu là anh đi, có số anh chị nói là pha dầu á thì nó sẽ mỏng hơn nè, nó tiết kiệm hơn, nó bóng hơn. Nhưng mà đối với những cái dòng sô cô la mà trước kia anh chị pha dầu thì từ cái dầu mình dùng á, nhiều khi không biết dầu gì, nó sẽ ảnh hưởng đến sô cô la. Chứ sô cô la thì hoàn toàn không có bị gì hết. Thì đối với cái dòng cải tiến này, anh chị có thể mình pha dầu 20% cũng được, không sao hết. Thì những cái bánh ở đây em phủ là đều đã pha dầu hết rồi. Đó thì như anh chị thấy để qua ngày không có bị hiện tượng là lấm tấm giọt dầu như trước giờ mình dùng. Và một cái chia sẻ rất là nhỏ đối với lại cái câu chuyện liên quan tới đổ mồ hôi để chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay là như thế này, là đối với hiện tượng đổ mồ hôi, những cái thông tin mà Hùng chia sẻ nó còn bị liên quan có một vấn đề nữa, đó là cái tủ mát để bảo quản. Hiện tại giờ, ví dụ như hiện tại giờ trong phòng lab của Thảo á, thì Thảo có một cái tủ cũng là Sanaki thôi, nhưng mà cái tủ đó Thảo không có thường xuyên mở ra, cho nên á, vì sao Thảo có thể lưu bánh này trong vòng một tháng vẫn không bị đổ mồ hôi, đó là cái hiện tượng mà Thảo chia sẻ với các bạn. Nhưng không có nghĩa rằng ra thực tế thì cái tủ của các bạn nó sẽ mở ra mở vô, thì cái hiện tượng nó bị tiếp xúc sốc nhiệt nó phải có, cho nên đâu đó cái lượng mồ hôi khi mà nó sốc nhiệt như vậy thì nó vẫn phải có ở trên cái bánh của mình. Nhưng mà tùy vào nó nhiều hay nó ít hay thôi. Nếu như thật sự các bạn cứ sử dụng lại cái sô-cô-la foam hiện tại giờ đã được cải tiến bên công ty, có nghĩa các bạn pha dầu vô, các bạn pha chế nó, các bạn phủ lên, các bạn xem thử là nó còn cái hiện tượng đổ dầu như lúc trước hay không. Và nếu như nó có thì cái lượng đó nó nhiều hay nó ít thì các bạn sẽ thấy được là cái vấn đề. Còn cái hiện tượng mà nó đổ dầu, Thảo chắc chắn nó phải có nha cả nhà, nhưng mà nó nhiều hay nó ít
đó là cái vấn đề thôi, chứ thật ra các bạn cũng biết khi mình bị sốc nhiệt, các ví dụ như một cái món đồ nào đó mình để trong tủ đá, mình xả ra ở ngoài thường thì đương nhiên cái nhiệt độ nó sẽ xuống, nó xuống thì nó sẽ tạo những cái đột mồ hôi. Thì sô cô la nó cũng vậy, và đặc biệt với những tiệm bánh á, thì mình đều có pha dầu vô hết, cho nên nó cũng vậy. À, và câu hỏi cuối cùng sẽ kết thúc cái chương trình ngày hôm nay là bạn Thanh Phan, bạn hỏi là nếu nhúng bánh donut thì dùng sô cô la nào. Thì nếu như bạn nhúng donut á, thì hiện tại giờ công ty cũng có rất là nhiều mã hàng sô cô la cầm bao để cho các bạn nhúng. Ví dụ như trên tay Thảo đây là một cái mã hàng sô cô la đen, thì bạn vẫn có thể dùng hàng lót như thế này bạn nhúng sô cô la. Hoặc ví dụ bạn muốn tiện lợi mà nếu như cái donut của bạn để trong cái hộp không có bị va chạm thì bạn vẫn có thể dùng choco foam để bạn nhúng cái donut của bạn. Và cái lợi thế của choco foam là sao, các bạn không cần phải mất nhiều thời gian để các bạn meo ra, và sau khi bạn nhúng xong rồi cái nhiệt độ của choco foam nó đang mềm á, bạn có thể vẽ trên đó trực tiếp rất là nhanh gọn lẹ. Thì ở đây nếu như các bạn muốn nhanh gọn lẹ, nếu như donut của các bạn không có va chạm, không có chồng chất lên nhau, thì cái choco foam nó có thể hỗ trợ bạn ở cái phần nhúng trái cây, nhúng donut, nhúng bánh, nhúng tất cả những thứ các bạn muốn nhúng. À, và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. À, Thảo và Hùng rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đã đưa ra những cái băn khoăn lo lắng về sô-cô-la. Và Thảo rất là vui vì các bạn đã đồng hành với Thảo ngày hôm nay. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh chị.